Sự thật về đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung Ương gây sốt mạng xã hội. Mới đây, hình ảnh về người tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc xuất hiện tại một quán bar bị công an kiểm tra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận. Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy người đàn ông này mặc trang phục tu sĩ bị công an đưa về đồn để xử lý. Theo thông tin thu thập của phóng viên, người tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc tên thật là Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983, ngụ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông này thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook với những nội dung gây tranh cãi. Trong đó điển hình như các video có nội dung sư thầy ăn thịt, sư thầy chạy xe không đội mũ bảo hiểm và cái kết, sư thầy văng tục, sư thầy bị giang hồ tìm đến nhà. Trong những video được đăng tải, ông Phúc mặc trang phục tu sĩ ngồi ăn thịt. Trong quá trình ăn uống, ông thản nhiên dùng những từ ngữ kém văn hóa. Ngoài ra trong các video ông Phúc tự tin khoe nhiều hân huy chương bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ. Những video này thu hút hàng chục ngàn lượt xem, trở nên phổ biến trong thời gian dài. Phần lớn các video này do những người tự xưng là youtuber đến quay và đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Nội dung video gây phản cảm có những hành động phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín của Phật giáo. Trong các video được đăng tải, ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng mình là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương ở số 174 trên 13A, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Theo tìm hiểu của phóng viên, địa chỉ này trước đây từng đăng ký thành lập 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật. Nhưng do các doanh nghiệp không hoạt động nên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thu hồi giấy phép. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi, cơ sở Ông Phúc đang tự xưng chùa Hoàng Pháp Trung Ương là nhà ở, không phải nơi thờ tự. Các giấy tờ như chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận tăng ni, quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung Ương mang tên Đại đức Thích Tâm Phúc được ghép sao chụp ảnh chữ ký của lãnh đạo và khuôn dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi công an thành phố, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo thành phố cùng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc kiểm tra làm rõ người đàn ông tên Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Văn bản này nêu thời gian gần đây báo chí phản ánh nội dung liên quan về người tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi tự xưng Đại đức Thích Tâm Phúc đã có nhiều hành vi làm dư luận bức xúc, đặc biệt là trong đồng bào Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, công an quận Gò Vấp kiểm tra một quán bar trên địa bàn và ghi nhận ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ có trong quán. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp ban tôn giáo thành phố, ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cùng các bên liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc này. Nếu người này có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo thường trực thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện xử lý theo chức năng nhiệm vụ các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ về đại đức Thích Tâm Phúc. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo thành phố cùng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc kiểm tra làm rõ người đàn ông tên Nguyễn Minh Phúc khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Theo văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, qua các thông tin bài viết video trên mạng xã hội, người tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng Đại đức Thích Tâm Phúc đã có nhiều hành vi làm dư luận bức xúc, đặc biệt là trong đồng bào tín đồ Phật giáo tại địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ban tôn giáo thành phố ủy ban nhân dân huyện củ chi cùng các bên liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nhân thân người có tên nguyễn minh phúc nêu trên nếu người này có hành vi vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm theo quy định báo cáo thường trực thành ủy ủy ban nhân dân thành phố sở thông tin truyền thông chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước chủ động phát hiện xử lý theo chức năng nhiệm vụ các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự